ai mua cơm hộp không? Siêu cay, món đặc biệt cho anh. Nếu trong này có thuốc độc thì chắc anh không để tôi phải chết một mình, đúng không? Nó có gì đó rất đặc biệt, tôi thích lắm, rất ngon. Bố bị bệnh Alzheimer nên mới cư xử như vậy. Ông có định dạy một lính mới cách nấu ăn không? Cậu không hợp với nghề này. Nó gọi là gì? Mì xiêm. Sao anh vẫn muốn làm bạn với chị ấy? Ăn ngon miệng nhá. Có kẻ sắp cướp mất chồng chúng ta. Mẹ ở lại đi mà. Cô đã ở Manila 10 năm rồi. Anh là ông bố tôi. Đón xem bộ phim Câu chuyện ẩm thực trên kênh HBO. Thưởng thức kênh phim truyện hàng đầu thế giới HBO trên các hạ tầng SCTV, MyTV, K-Cộng, FPT, Mobile TV, VTC Digital, HTVC, các ứng dụng Internet OTT, FPT Play,